Xin mời quý vị hãy sẵn sàng đón chào sự xuất hiện của một nghệ sĩ, và đó chính là nghệ sĩ Phương Dung. Trời ơi, chị tôi đây rồi. Wow, bữa nay đẹp rằng người mà không chói lóa lắm hen. Trời ơi, tươi chưa? Chào chào chị Dung chưa? Chào chị Dung. Nào, các bạn có thể chào Dung Mama cũng được. Người ta trẻ đẹp vậy tự nhiên kêu Dung Mama, tôi kêu là chị đẹp. Vậy chị còn anh là sao? Chị đẹp. Chú. Cái gì mà mình hay cắt gì nè? Dài hành. Dạ, nhưng mà nó ở nước ngoài gọi là gì? Hành tây hả? Dạ đúng rồi. Trời, như vậy là chúng ta thiếu khá nhiều món nguyên liệu phụ. Lát nữa mẹ Dung sẽ chịu hình phạt giùm cho con mình. Trời ơi. La quá. Yeah! Thấy chưa mấy đứa? Hại mẹ ghê vậy đó. Trời. Nếu mà nói là em mới 19 tuổi mà nấu được cái món này thì Kỳ nghĩ là tuổi nhỏ, tuổi còn trẻ mà nấu được cái món này rất là khó.